Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Ngoài 1.121 mã tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan được tòa sơ thẩm tuyên giao SCB xử lý thu hồi nợ, thì bị cáo Trương Mỹ Lan còn 1.237 bất động sản bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho toàn bộ vụ án, bao gồm vụ án ở các giai đoạn tiếp theo. Vậy hội đồng xét xử đã giải quyết như thế nào đối với 1.237 bất động sản bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an kê biên liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan? Cụ thể, 658 bất động sản do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao các cá nhân đứng tên hộ. Hội đồng xét xử xét bản chất các tài sản này là của bị cáo Trương Mỹ Lan nên cần tiếp tục kê biên, xử lý để thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. 76 bất động sản tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, các bất động sản này có dấu hiệu liên quan đến sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ cho bị cáo Trương Mỹ Lan, nên hội đồng xét xử tuyên phải tách ra giải quyết trong một vụ án khác, nên cần tiếp tục kê biên giao cho Bộ Công an để điều tra làm rõ xử lý sau. 475 bất động sản liên quan đến công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Theo tòa, nếu phía công ty hoàn trả lại đủ 2.882,8 tỷ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan, thì Quốc Cường Gia Lai sẽ nhận lại toàn bộ bất động sản cùng giấy tờ liên quan. 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích khoảng 1 hectare thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai chi 500 tỷ đồng để Nguyễn Ngọc Dương đã qua đời mua, nhưng hiện do người khác đứng tên. Theo tòa, hiện không có tài liệu nào xác định 16 bất động sản này là của bị cáo Trương Mỹ Lan, nên tiếp tục kê biên giao Bộ Công an làm rõ để giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án. Hai bất động sản tại tỉnh Long An do công ty Phú An đứng tên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ của công ty Phú An và bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại 145,26 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Biệt thự cổ tại 110-112 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan. Tiếp tục kê biên, đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo trong toàn bộ vụ án. Căn hộ tại 78 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục kê biên xử lý tài sản này để thi hành nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Nhà đất 75B Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản này do Mai Ngọc Ngà đứng tên thế chấp cho bà Vũ Thị Hồng Hạnh, vợ ông Trương Lập Hưng, là cháu bị cáo Trương Mỹ Lan, vay 19,3 tỷ đồng. Vì vậy, tài sản này tiếp tục bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ của bà Nga nộp lại 19,3 tỷ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Tòa nhà 19, 21, 23, 25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án. Bất động sản tại phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà, nhưng vẫn tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ của công ty phải hoàn trả 400 tỷ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Nhà đất 145-147 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bị kê biên theo nguyên tắc nếu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao đất cho công ty cổ phần Logistics Vinalink, công ty này phải hoàn trả lại 68,8 tỷ đồng. Và tiền này dùng thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. 3 bất động sản của công ty cổ phần T&H Hạ Long, 8 bất động sản của công ty Âu Lạc Quảng Ninh tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả hơn 6.095 tỷ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Bất động sản tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, sau khi công ty Sơn Long Thọ nộp đủ 1.275 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Trương Mỹ Lan thì tài sản sẽ được giải tỏa giao lại cho công ty. Các nội dung đã tuyên như trên hiện chưa có hiệu lực thi hành do có kháng cáo của những người liên quan.
Mới đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố toàn văn bản án hình sự sơ thẩm vụ án bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm. Bản án nêu rõ quá trình xét xử đã nhận được đơn, yêu cầu của một số cá nhân, tổ chức, ngân hàng đang có tài sản bị ngăn chặn, phong tỏa, cho rằng không có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, nên đã đề nghị hội đồng xét xử giải tỏa ngăn chặn, trả lại tài sản. Trong số này, có trường hợp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank. Cụ thể, bản án đề cập Sacombank có một số tài sản đang thế chấp đảm bảo cho các khoản vay tại ngân hàng, nhưng bị cơ quan cảnh sát điều tra ngăn chặn trong quá trình xác minh tài sản liên quan tới vụ án. Theo ngân hàng, các bất động sản này là tài sản đảm bảo cho các khoản vay và các khoản vay này thuộc nhóm nợ xấu, cần phải xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ. Bản án của tòa án nêu rõ, để đảm bảo quyền của ngân hàng cũng như đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước, xem xét chấm dứt ngăn chặn giao dịch, giao tất cả các bất động sản cho ngân hàng nhằm đảm bảo xử lý các khoản vay tại ngân hàng. Phần tiền còn lại sau khi xử lý các khoản nợ nếu có, đề nghị ngân hàng nộp lại để đảm bảo nghĩa vụ tương ứng của các bị cáo. Trong danh sách có một bất động sản tại số 53 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, nay là phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đứng tên bà Nguyễn Thị Hoàng. Tài sản này theo bản án thực chất thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, còn bà Nguyễn Thị Hoàng chỉ là cá nhân được nhờ đứng tên. Tài sản đang đảm bảo khoản vay tại ngân hàng với khoản nợ 412 tỷ đồng. Tổng nghĩa vụ nợ của bà Nguyễn Thị Hoàng với Sacombank bao gồm cả gốc và lãi là 475 tỷ đồng. Giá trị bất động sản 53 Phạm Ngọc Thạch được định giá 480 tỷ đồng. Theo đó, hội đồng xét xử chấm dứt ngăn chặn, giao các bất động sản trên cho Sacombank để đảm bảo xử lý các khoản vay tại ngân hàng. Phần tiền còn lại sau khi xử lý khoản nợ nếu có sẽ được xác định của bà Trương Mỹ Lan cần chuyển về Cục Thi hành án dân sự. Ngoài ra còn một số bất động sản cũng được chấm dứt ngăn chặn giao dịch để Sacombank xử lý nợ. Trong đó, bất động sản tại địa chỉ 64-68 Nguyễn Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đứng tên ông Hồ Quốc Minh, đối tượng liên quan đến hành vi của ông Nguyễn Cao Chí. Tổng nghĩa vụ nợ với Sacombank là 673 tỷ đồng. Một nhóm tài sản khác gồm 26 căn hộ shop house thuộc dự án Eco Green Sài Gòn, thuộc quyền sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tường Việt, cho khoản vay nợ 770 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024 vừa công bố, số dư nợ xấu cuối tháng 3 năm 2024 của Sacombank khoảng 11.400 tỷ đồng, tăng gần 3,8% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu vẫn được duy trì ở mức hơn 2,27% trên tổng dư nợ, không thay đổi so với cuối năm ngoái. Về tình hình kinh doanh, trong quý 1 năm 2024, thu nhập thuần từ lãi của Sacombank đạt 5.950 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí lãi đã giảm đi đáng kể trong bối cảnh giảm lãi suất với 19%, đạt 6.534 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chỉ còn 677 tỷ đồng, giảm hơn 32%. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế của Sacombank tăng hơn 11%, đạt 2.654 tỷ đồng. Thưa quý vị, tại bản án sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm, hội đồng xét xử tuyên giao SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.121 mã tài sản đang được thế chấp cho ngân hàng này. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng đề nghị Bộ Công an tiếp tục làm rõ trong 147 triệu đô la Mỹ mà bị cáo Lan chi thông qua công ty Viverland để mua cổ phần tại công ty Amerland thì có dùng tiền của SCB hay không. Theo bản án sơ thẩm, khu đô thị và tái định cư Sinh Việt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh do công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị Sinh Việt làm chủ đầu tư. Trong đó, công ty Amerland tại Singapore sở hữu 100% cổ phần tại công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị Sinh Việt. Hiện cả hai dự án này chưa được triển khai xây dựng do chưa được cấp phép. Ngày 5 tháng 4 năm 2020, công ty Amerland chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị Sinh Việt cho công ty cổ phần đầu tư Singapore Việt Nam, giá trị hợp đồng 170 triệu đô la Mỹ, đã thanh toán trước 16,5 triệu đô la Mỹ, 100 triệu đô la Mỹ được chuyển 2 lần vào tài khoản tạm khóa và đề nghị công ty Amerland chuyển giao cổ phần. Hợp đồng không hủy ngang. Tuy nhiên, bị cáo Trương Mỹ Lan dùng 147 triệu đô la Mỹ thông qua công ty Viverland mua cổ phần của các cổ đông sở hữu công ty Amerland, và công ty Amerland đã ủy quyền cho 3 cá nhân do bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ định nắm giữ vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị Sinh Việt. Hiện công ty cổ phần đầu tư Singapore Việt Nam khởi kiện công ty Amerland tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan dùng rất nhiều tiền của SCB để mua bất động sản.
nhưng việc bị cáo Trương Mỹ Lan có dùng tiền của SCB thông qua công ty Viberland để mua cổ phần tại công ty Amberland hay không thì chưa được làm rõ. Do đó, Hội đồng xét xử đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để có căn cứ thu hồi số tiền này từ công ty Amberland, đảm bảo nghĩa vụ khắc phục của bà Trương Mỹ Lan cho vụ án. Liên quan đến vụ án, đối với 116 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á, chiếm 96,84%. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chi hơn 1.646 tỷ đồng để nắm giữ số lượng cổ phần, nên xác định đây là tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên cần tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trong toàn bộ vụ án. 69,795% cổ phần tại Sát Câu miền Nam, 49% cổ phần Sát Câu miền Bắc và 49% cổ phần Sát Câu Phú Quốc. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát chỉ hơn 79,7 tỷ đồng để nắm giữ số lượng cổ phần trên. Vì vậy, tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án, hội đồng xét xử nhận được đơn của bị cáo Trương Mỹ Lan và một số cá nhân tổ chức có giao dịch với bị cáo Trương Mỹ Lan để chuyển nhượng bất động sản, dự án. Song do bị cáo Trương Mỹ Lan bị bắt nên giao dịch phải ngưng lại. Các bất động sản bị kê biên ngăn chặn phong tỏa. Từ đó, theo yêu cầu của bị cáo Trương Mỹ Lan và một số người liên quan, hội đồng xét xử sơ thẩm cũng đã giải quyết trong vụ án này. Cụ thể, 6 bất động sản tại 213 Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh được bị cáo Trương Mỹ Lan mua của ông Hoàng Như Luận với giá 480 tỷ đồng, đã thanh toán 180 tỷ đồng. Theo hội đồng xét xử, để đảm bảo thu hồi tài sản khắc phục hậu quả cho vụ án, hội đồng xét xử buộc ông Luận nộp lại 180 tỷ đồng. Song song với đó, khi nộp xong tiền thì ông Luận sẽ được nhận lại tài sản bị kê biên. Khu đất 235B Nguyễn Văn Cử, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh được xác định là của công ty cổ phần Địa ốc Hoàn Hảo, bị cáo Trương Mỹ Lan thông qua 3 cá nhân dùng hơn 1.453 tỷ đồng để mua 99,6% cổ phần của công ty này. Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện của các bên rằng khi công ty cổ phần Địa ốc Hoàn Hảo nộp lại hơn 1.453 tỷ đồng đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Trương Mỹ Lan, thì 3 cá nhân phía bà Lan phải giao lại toàn bộ cổ phần cho công ty này. 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hội đồng xét xử cũng ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của các bên buộc công ty Gia Tuệ, tỉnh Lâm Đồng hoàn trả 672 tỷ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Tiếp tục kê biên 6 bất động sản để đảm bảo nghĩa vụ của công ty Gia Tuệ, trả lại 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh Lâm Đồng và chấm dứt ngăn chặn để công ty tiếp tục thực hiện dự án liên quan. Tài sản liên quan công ty Thành Hiếu đang được thế chấp tại SCB. Theo hội đồng xét xử, mặc dù các tài sản này đang bị thế chấp, nhưng việc thế chấp là do bị cáo Trương Mỹ Lan tự ý thực hiện khi các bên đang thực hiện chuyển nhượng dự án. Bị cáo Trương Mỹ Lan mới thanh toán 1.200 tỷ đồng trên 3.450 tỷ đồng, nhưng vẫn lấy tài sản đi thế chấp. Vì vậy, công ty Thành Hiếu hoàn trả 1.200 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan, sau đó sẽ được nhận lại các tài sản. Về khoản vay tại SCB đang thế chấp bằng dự án Golden và cổ phần của công ty Thành Hiếu, tòa buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm trả cho SCB. Bên cạnh đó, hội đồng xét xử tuyên giải tỏa ngăn chặn, trả lại một số tài sản liên quan của bị cáo Trương Mỹ Lan đang thế chấp đảm bảo cho các khoản vay tại tổ chức tín dụng khác. Phần tiền còn lại sau khi xử lý nợ tại các ngân hàng, nếu còn và được xác định là của bị cáo Trương Mỹ Lan, yêu cầu chuyển về Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, gồm bất động sản tại 53 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, bất động sản tại số 64-68 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, 26 căn hộ Shophouse thuộc dự án Eco Green Sài Gòn, quận 7, thửa đất tại phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện các nội dung tòa đã tuyên chưa có hiệu lực thi hành do có kháng cáo của những người liên quan.